Gần đây, công ty Equal Wedding Japan đã tung ra một đoạn clip quảng cáo về dịch vụ tổ chức hôn lễ đồng tính tại Nhật Bản. Dịch vụ này giúp các cặp kết hôn cùng giới có được trải nghiệm về đám cưới truyền thống của người Nhật. Mục đích hướng đến của loại hình kinh doanh này là đem lại sự công bằng cho những người thuộc giới tính thứ ba. Khách hàng có thể tự lên kế hoạch cho đám cưới của mình. Những hình ảnh lung linh bắt mắt đang hấp dẫn ngày càng nhiều người đến với các công ty tổ chức hôn lễ. Sau khi Nhật Bản chính thức cấp giấy đăng ký kết hôn cho các cặp đôi đồng tính vào cuối năm 2015, những dịch vụ dành cho các cặp vợ chồng cùng giới đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn.